mở hàng nha, cách mở hàng cho gì cầm với gì gì trước nha cả nhà ơi. Năm muối năm bắc thảo là 55. Năm muối năm bắc thảo. Năm muối năm bắc thảo là 55. Đó giờ có khách ủng hộ nha cả nhà. Cái đó 100, cái hạt dẻ là 100 đó chị. Mua ủng hộ cho gì cầm bữa đầu tiên đi. Hạt dẻ, dưa, hạt bí. 60. Hạt bí là 50. Hạt bí là 50. Hạt dẻ là 100, hạt dẻ. Bên đây quảng cáo bên đây, bên đây quảng cáo bên đây, bạn này quảng cáo. Cách gọi luôn đó. Sao nó quảng cáo luôn vậy? Đó hiện tại em có bán chả cá nha. Chả cá củ kiều bánh tét nha. Đó bán đào. Lại đây quảng cáo quá trời đào quảng cáo luôn. Có bán đào bán gì nữa. Nè Ngọc, đào là đẹp luôn. À giới thiệu Ngọc, đây là trứng gì của em lấy qua là Kim Biên. À trứng gì về ăn có gì gì không bảo đảm sức khỏe nha. Rồi chiếc quảng cáo nha. Bữa nào đi. Tặng 40 tặng đi giúp. Bí 50. Bí 50. Hạt bí là 50. Bán 250. Hạt dưa 60. Trời ơi, bán bớt luôn rồi. 500 ngàn, bà mới mua nè. Bữa giờ bán 250 luôn hả? Cho vốn. 350 được. Bé nó 350 vô. À, bán lỗ luôn. Bán lỗ. Nhiều. 55 ngàn. Này chắc giật mấy giây quá. 350 vốn má, mà bán 250. Nè, cái này. 55. Giật mấy giây là 55. Lộn xộn quá, loạn quá cả nhà ơi. Là 55. 30 với 25 là 55. Trời ơi, để tôi không biết tính cho bà. 55 ngàn. Cảm ơn cô. Đó con ủng hộ hai hộp hai hộp cho dì cầm nha. Đó cũng cảm ơn chị rất là nhiều cho ủng hộ cho dì cầm. Có đây hai hộp nha cả nhà. Vợ nó trả mặt ông cầm nó gì. 1970 1970 con. Hãy vô cho Ngọc đi. Ngọc cũng quên ghé chơi chút hoài mà. 250 đó. 250 là lỗ luôn á. Lỗ mà. Tới công chuyện trước giờ bán không, bán đi Ngọc. Bán hoài bán không được giờ bán lỗ luôn. Chất quả quá cả nhà ơi. Đó giờ bà cũng tính tiền cho chị cầm nha cả nhà. Có thằng chị Quyền đang cưng nha cả nhà. Chấm giữa thôi 50. Trời ơi tặng luôn. Trời ơi. Có lộc may mắn ngày đầu tiên nha. Trời ơi, chị không cho nấu cho em. Nè, có chất nè, mệt ghê chứ. Có chất nè, 55 bo luôn 200 kìa, như 145 ngàn. Trời ơi, bo hết luôn á trời. Cảm ơn nha chị Ngọc, 20 kiều. Trời ơi, chất. Chị chất bo 150 luôn, bo gì cầm 50. Cảm ơn cô năm mới là sức khỏe nha cô ơi. Đâu quá mới gặp lại. Khỏe nha. Chỉ có một lần thôi. Rồi đúng rồi, ngồi bên ăn cô ơi, em mà mua hàng ở đây thường xuyên Tết ra đây là lãnh lịch. Ông cầm với lại bà chất rồi chụp hình chung. Idol chụp hình idol miễn phí. Trời má chồng bữa nay được khen nha cả nhà ơi. Rồi có nay đãi ăn gì đi má chồng. Trời bỏ vô nữa. Rồi chứ đâu hài lòng đâu. Cạnh tranh khốc liệt luôn cả nhà ơi. Đây. Ai chơi đề bà chỉ ngay ra đây. Ai chơi đề. Không bà cầm không biết chơi đề, bà cầm biết xài tiền à, bà cầm biết mê trai thôi. Trời ơi mọi nâng tiết lộ điều điều bí mật của dì cầm ra hết luôn. Tôi dì cầm cũng được ủng hộ nha cả nhà. Vậy mà ba đời chồng rồi đó mà bây giờ nó còn thương con nữa coi đâu. Ủa giờ đi chứng bụng luôn mà. Giờ chưa có tiền chưa có máu.
cô nói tiếng Hoa bà không có hiểu tiếng Việt, cô nói tiếng Hoa thử rồi bà có hiểu không? Đi còn vậy à? Dạ cái bông đó đẹp bà chích cũng bán luôn á cô. 250. 250 à, vốn bà có 250 à. Rồi, đạp. Cái này 500 đó, nó bán cho 250 bà đi. Bà thích đó. Cái bông đó, 500 bán 250 rồi. 350 bà. Vừa bán gì cho đó Ngọc. Vừa bán vừa cho luôn á. Cái này 350 vốn đó. Nhé chơi hoài à, cái chơi mua đồ ăn rồi ăn đó. Thôi cho chị Ngọc thiếu đi rồi bữa sau qua kiếm tiền. Được, bữa sau qua. Cho lấy cho mà tính tiền không lấy. Tặng luôn rồi chứ, chơi đẹp tặng luôn. Tặng luôn mà tiền sáng đâu 200. Xét bà. Quân đi. Bây giờ đi công chuyện người ta trả không được. Trời mệt gì chức ghê luôn á. Cái này gì chức mua vốn 350 mà giờ bán 250. Mà lấy xác 200 bán tùm lum hết gì chức. Ờ không biết gì chức bán kiểu này thì có không bao giờ lời được luôn á. Bà cấp cái này nghĩa bà không cho bà. Lấy thằng chồng nào thằng chồng đó chết. Thằng chồng đó nó bỏ bây giờ nó còn sao. Anh ơi quảng cáo. Quảng cáo gì chồng ghê quá. Không có xài gì hết á. Ủa bà ơi. Bất ngãm đi để nó bán. Bán thì phải quảng cáo. Quảng cáo lên. Em sao? Hôm nay em bán gì? Em bán học chưa? Thuận ơi em bán học lụn chưa? Thuận ơi Thuận bán học lụn, bán học chưa? À bấy. Ủa Ngọc đi đâu đi ngang đây vậy? Đi à, báo cáo với mọi người đó là hạt dẻ là 100 ngàn. Đây lấy ghế cho cô ngồi đi gặp. Cầm cái cô phải gặp, đứng không bỏ vợ. Uống nước cho đi Ngọc. Bà bấm này bấm về. Hạt dưa nhiều không? Hạt dưa 60. Hạt dưa 60. Hạt bí 50. Đâu đâu ra. 60. Mấy lạng anh? Hạt dưa là 2,5 lạng không? 2,5 lạng là cưng cái bì này luôn là thành 2,8 lạng. Cái hạt dẻ này thì 2 lạng. Hạt bí. 2 lạng. Đó. Là hạt dẻ mấy lạng? 2,5 lạng. 2,5 lạng. Là giá một... Là 100 ngàn. Đó. Là cưng ra cái bì luôn á là thành 2,8 lạng nha quý vị. Ai ủng hộ cho... Cái mà, này là 60 ngàn. 2 lạng. 2,5 lạng, 60 ngàn. 60 ngàn. Rồi hạt bí nhiêu rầm? Hạt bí là 50. 50. 2,5 lạng luôn hả? Dạ. Rồi. Đó mọi người giờ. Bán cho mọi người ơi, không phải gì cầm bán đâu cho mọi người. Đừng ủng hộ gì cầm nha, ủng hộ em nha, em bán nha. Đừng ủng hộ gì trứng gì em nha, trứng gì em tạo trứng chim biên không ạ? À. Em đi lấy trứng gì em nè. Đó. Trời ơi, sao bị phốt dữ gì trời. Đó liếc kìa, liếc kìa. Rồi mọi người ơi, mua ủng hộ cho con ghẻ của em đi, con ghẻ xanh của em. Ghẻ xanh kìa. Ghẻ xanh kìa. Nó mà bán không được không thế là em mất vốn em luôn á mọi người. Bỏ hai cái chìa khóa hai ra rồi đó mọi người. Đấy từ từ gì cầm gớt cái là coi như banh đó gì cầm. Còn lại á, còn cầm nhớ gớt cho 50 nha. Bán được hay không? Bán được là phải gớt. Bán không được thì khỏi gớt nha chưa. Hồi nãy bán được rồi đó anh. Rồi cho được lì xì 50 nữa. Ờ đưa ra 50 đi. Bán rồi ạ. Bây giờ cởi bán rồi. Hồi nãy em mời chị đó chị không chị mời vậy chơi. Không mua chín rồi em mời chị. Dạ. Cảm ơn. Mày là chị không uống cà phê nữa. 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 Mày là chị không uống cà phê. Đang uống. Để mê lụt làm lại. Tôi nói là sao? Vậy, bán được lại 50. Em quan rồi. Quan rồi. Mới bán sao chưa? Đây là bán đầu từ ngày mai góp nha. Ừ. Thì ok. Đó mọi người lập chứng ở trên list đầu hàng nha. Lấy 50 đi nhận biết sao mà lại trả có người trả giờ mà em. Trời ơi vậy. Ai trả cho bà? Trả giùm. Ý là lên kế hoạch với bà trước rồi đó. Bây giờ giao cô chèo trước luôn, bỗng cầm mà không trả tiền hơn trời. Dạ được rồi, cô lát con uống con kêu cô. Không cầm. Tạm. Tạm. Kêu uống. Không cầm nghe tôi nói nè. Bà chết luôn. Bắt
bà không có trả tiền tôi á là tôi chiếc chiếc gì vậy sao bà gửi con có làm gì đâu. Bán tự đi của ông chị tè mạng sống thì tôi không biết tôi chạy bán là phải trả tiền chứ không nói gì hết. Ngon lắm nha mọi người, cái này là loại ngon luôn á, chừng lợi nhất á, cái này là lợi nhất, nóng hổi gì hổi gì nha, vừa vừa ăn thầy rẻ là cái này nè cô, rẻ nãy cô lấy ăn ngon lắm cô, thầy rẻ là bán được. Nè cho cô ăn thử một hai hộp đi nè, đây cô này cô này cô Dương. Cô ăn thử đi cô ăn thử đi chị. Cô Nguyên học qua luôn, cầm. Chưa rồi, đúng rồi. Cô Nguyên học luôn. Trời ơi, chất. Cái này dễ, cái gì sao? Cái này lấy tao lấy tao không? Đây là lấy đầu của cầm tao. Chúng ai nhột, ai nhột lên tiếng không? Ai nhột lên tiếng nó gì gặp gì chất. Tao qua chơi chứ khách sạn. Ủa, đi làm mội hoài vậy. Ê, con dâu con nào cũng luôn liền nha. Mày xong rồi giờ đang cầm nha. Làm thuốc được thuốc chứ tôi. Cầm cầm chết à. Đó mà ăn ra đường luôn. Đó đi con, rồi con biết mùi. Má cho con ra đường thôi, chứ mà ngồi giữa đường má. Ừ. Cái không có bàn luôn nha con. Chuyện này là ngồi đứt bán cho khổ. Lo miếng áo mưa. Trời ơi, khuyến mãi húng luôn hả? Cho miếng bạc luôn, cho cái bạc luôn. Cho luôn, còn những miếng bạc trên. Cho miếng đứt nhỏ nhỏ để ngồi trước quán bán luôn. Trời ơi, bán tại chỗ mà gì, má chồng nó đá tại chỗ luôn. Thôi gì tầm giờ hả, bắt đầu cũng buôn bán ngày đầu tiên cũng có người ủng hộ cho chị cầm đó, cũng chị Ngọc cũng hay ra đây lâu lâu ra đây chơi nên hôm nay chị đó cũng ra đây với gia đình cũng ra đây ủng hộ cho chị Chức, cũng lì xì cho chị Chức 150 rồi ủng hộ chị cầm lì xì cho chị cầm 50.000 đó. Bây giờ chị Quyền với má chồng đang cưng ký để cho chị cầm. Có gì cầm là đa số chạy vòng ngoài không à, còn má chồng là chạy vòng trong. Chạy vòng trong rồi chạy lông nhông luôn. Tao sợ mày quá giờ mắc mày bị cái gì. Tao đã cần em có chỉnh hả? Tao phải là ông chỉnh hộp bây giờ á, mới giờ chỉnh được hộp dưa cái giờ đến cái này. Bị lệt đó, nãy anh coi là em nhìn. Bị lệt. Tại anh Toàn là con gói đồ hình á. Tao qua lóc mọi người đừng mua ủng hộ, tao qua lóc nha mọi người. Tao ăn gói rồi anh đó. Má kiểu này chắc không kêu mày ra quạch cái quắc quá. Đó chết luôn, lại mày mất vốn anh Hưng đó. Vì cầm canh bành là anh Hưng cũng canh bành theo luôn. Đầu mình lợi á, còn lạ quá anh với gì cầm với anh gà nè ba. Anh đâu có dính liếu rồi nha. Nếu mà bán được hai đứa vô công viên nhai nha. Anh Hưng trắng một cái hộp dưa cho gì cầm nhai nha. Trời chú. Không rất lên cắn người nó người gì. Uống vậy ta. Nếu cái nào cái nào con. Từ từ lấy con uống kêu. Cái giò này. Cô bán mình nó đưa tặng vậy nè, cho bán. Cho bị giò không. Ủng hộ dưới số đi. Trời ơi. Thật kỳ thiệt chứ. Đừng có được nước làm tới nha. Đúng rồi, con ủng hộ một cái được rồi, cảm ơn. Mà cưng á, mà muốn chính xác là dặn cưng lại đi bỏ hộp bỏ bì vô, dặn cưng lại là chính xác luôn. Đúng 200g, nó vô 200g, còn có trừ hao không vậy? Đồ nó lại mấy giờ? Còn có trừ hao, mấy chặt.